Còn gì đấy? Ui, to thế. Chìa khóa anh vẫn cài xe giúp nhá. Ôi, sao đi lên đây là cài xe không? Lên để bảo ông Dũng ra nó thay cho mẹ anh Đạt. Thế nhưng Đạt, mà... mẹ anh Đạt bây giờ... Thế á? Từ hôm đấy giờ đuối, mệt. Mệt rồi... Thế sao, sao anh không đi luôn? Anh muốn ở nhưng mà nhà còn trẻ con, con nhỏ có ở được đâu. Thế Dương cũng ra luôn à? Dương hôm nay là ra đấy. À, Dương vừa đưa thằng Công, tiện đưa thằng Công ra nó kiểm tra luôn. Nhưng mà Công ổn chưa? Thì bây giờ nó ổn rồi, bây giờ là ổn rồi. Không không sốt, không, không run nữa gì? Không không không, bây giờ là ổn. Mà cứ cho nó ở nhà nghỉ ngơi. Còn tức là nhưng mà vẫn đưa thằng Công ra viện ra kiểm tra. Kiểm chung là ra đưa kiểm tra cho nó yên tâm. Ở nhà chẳng nghe biết thế nào, ra đấy xem mình cũng thế nào để còn đấy mà có vấn đề gì mình xử lý luôn. Ở nhà chả biết thế nào, nhưng mà ổn rồi, nói chung là Công thì nó ổn rồi, nó yên tâm. Còn Dương thì ra đấy nó tiện thì nó đóng viện phí luôn, lại đến lại đóng viện phí rồi, lại đến rồi, bác sĩ nhắc rồi. Thì mà thấy ông Dương bảo là đợt này là tiền viện phí mà đóng được này, không biết là đóng xong đợt này cũng ra được viện hay không. À, đến hôm nay là đóng nốt hôm nay là cũng hết cái tiền rồi mà Mạnh Thường Quân ủng hộ rồi. Thế à? Ừ. À, đấy, từ lúc đấy Dương ra để nói thế thấy nó buồn buồn, không biết là xong đợt này Đạt nó được ra viện không, mà bên là giờ nó nằm ở thêm rồi nữa thì không biết là xoay tiền ở đâu lo cho nó. Hôm em chả hỏi là tiền nong thế nào, hôm hỏi có mỗi lần thì hôm nay là nó ra bảo... nó nói mới biết chứ. Hôm nay nó bảo là đóng nốt hôm nay nữa là hết sạch. Hết sạch chỗ mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ đấy. Hết sạch. Bây giờ nếu mà nốt lần này có được, nếu mà có ra viện chưa đây, chưa được ra thì chưa biết thế nào, thì chú cũng biết xử lý thế nào. Ôi trời mũi. Liệu tháng nữa nó có ra viện được không anh? Chả biết được, không biết được. Đấy là bác sĩ bác cho ra được đấy, ra chứ. Cái hôm đấy mới ấy thì cũng bảo là khoảng độ 1 tháng, 1.5 tháng thì ra được. Nhưng mà bây giờ cũng đã đấy, tầm đấy rồi đấy, nhưng mà lại cũng đã ra được đầu. Bây giờ nó mà đã xác định thu tiền viện phí là kiểu gì phải làm gì rồi. Tháng nữa. Bởi vì là nó nặng quá. Chưa ổn định. Bác sĩ cũng không dám xuất viện rồi. Là Công thì tiện ra khám luôn. Tiện đi cùng ra luôn. Mẹ bà cũng mấy hôm rồi, mệt là đúng rồi. Thế thì thằng Dũng ra lại phải mất, cũng phải mất 2-3 tối thay được bà. Nó 2-3 tối nó chống được không hay lại phải thay người chứ. Cái đấy thì nó mà chả đấy thì lại anh em lại ra thay cho nó thôi. À, đấy, Dương nó bảo là anh em thế như thế thì Dương nó bảo là anh em tiếp tục đi, vẫn đi làm chứ. Đi ra chỗ mộ chị đẹp chứ. Nó bảo là về anh ta anh cứ bảo là anh em cứ đi tiếp đi. Vẫn ra cái gì? Không phải lo gì về nhà để nó xử lý.
đấy mà anh em mới nhỉ. Thôi được thì cứ đi ra mình thắp hương cứ thắp hương mình dọn dẹp. Còn thằng Dương vẫn phải ra để ấy. Mình chỉ ra mình nếu nó xử lý xong việc ở nhà thì nó ra sau. Đấy mọi người ạ, thì anh Huy anh ấy vừa ra đến cái thì anh ấy bảo là Dũng đi về luôn. Còn chẳng biết là như thế nào thì em Dũng em nghe thế thì em cũng chạy về luôn đi. Qua vừa nãy con với anh Huy trao đổi thì cũng mới nắm được tình hình là ở nhà là hôm nay Dương thì bệnh bác sĩ bệnh viện người ta gọi ra đóng vị trí cho em Đạt. Thì sẵn em công em đang sốt đang bị như thế đấy thì lại đưa em công đi khám luôn. Và em Dũng ra để thay cho mẹ của em Đạt, bởi vì mẹ em Đạt cũng mệt rồi. Bà thì cũng không được khỏe, bà cũng ốm đau suốt. Mà bà thức như thế thì chắc là lại mệt là đúng rồi. Thì bây giờ anh em chúng con thì vẫn tiếp tục cái hành trình là đi ra thăm mộ chị đẹp. Thì đây thì con tất anh em ở đây là toàn người mới. Cái lúc mà tức là chỗ mộ chị đẹp đấy thì anh em chúng con không có mặt. Thì bây giờ ra chỉ có Phương, nhưng mà Phương biết chỗ đúng không? Mộ chị đẹp đấy nhỉ? Ừ. Biết. Ừ đấy, có mỗi Phương biết chỗ thôi. Thì Phương dẫn ra đấy, xong rồi là thắp hương xin phép để quét dọn các thứ. Còn sau thì Dương vẫn phải ra nữa, thì Dương mới là người trực tiếp được giúp đỡ ở đấy. Thôi anh em mình tiếp tục di chuyển nhỉ. Được đường nào Phương? Đấy, đi thẳng ra. Đi vào đây à? Ừ. Đến rồi à? Mà lại sắp đến rồi. Trước là đi cũng phải phát đường phát ấy. Phát nhưng mà gần năm nay rồi. Giờ nó lại mọc lên. Cái gì đấy anh? Lấy cổ, lấy cổ đấy. Lăng chết rồi. Con gì đấy? Ôi, Châu anh ơi! Châu. Ui! To thế! Em nhìn thấy gái cao mắt em thôi. Dạ? Nó rộng quá! Ui! Mổ đấy mọi người! Ui! Con đuôi này! Hả? Cắn nhau à? Cắn nhau mà một con đuôi! Nhìn em tưởng nhân giáo! Đang đi rồi! Nó ở trên cây nó lao xào! Xắn người kìa! Ui! Ui! Nó đang xoắn người này. Xoắn người thì nó thoát. Xoắn người thì thoát. Ôi, ngon rồi. Ây. Khả năng không thoát được cao. Ây. Ôi, ôi. Ây. Ây. May lúc này còn. Ôi. Còn đưa con mèo với lại. Cái dạ ổi rắn cho thằng Dũng cầm về rồi. Không thì. Không nhìn nặng. Thì lấy đồ đâu mà đưa này chạy nhanh thật đấy. Nhìn nặng. Ôi mọi người ạ. Con giàn giáo. À con hổ châu. Có quá. Đấy rồi. Ôi ôi. Này, xuống hết cả xanh, người rồi. Xanh rồi, màu nó đẹp chưa? Ừ, ươm rồi. Ui, con này béo thật thế. Đã quá mọi người ạ. Đây là béo núng ní nhỉ. Núng ní nhỉ. Anh Khoa. Ừ, hả? Đây là tranh thủ đợi anh Dương làm ẩm thực. Ẩm thực à? Nhìn béo. Đợi đâu mình, bây giờ mình có đợi đến đâu, mình cứ vẫn tiếp tục đi ra thôi. Đấy mọi người, nó đẹp không này. Bóng lộn rồi nhỉ. Con này khả năng vừa lột xác xong rồi. Em đang đi nó trên trước mặt này, trên cây nó. Nhìn thấy lao vắt, chơi hiểu gì đấy, nhìn thấy con rắn này mình biết lao theo chứ. Nó giao vắt xuống. Nó ở trên cây này. Trên cây nó lại lao xuống. Ừ. Ôi giời, ngon quá. Thế ở đây khả năng nhiều đấy. Ừ. Ở đây nhiều mà. Túi đi. Ngon quá. Đấy. Đây mọi người.
ngon chưa? Rồi thì cho vào đấy, cho vào đấy đi xem nào. Trên đường đi đều có con gì nữa không? Ở đây anh cẩn thận, ơi cẩn thận, đầy xác. Kẹp đây anh, tôi không phải kẹp. Lừa nó. Đó, bọn này nhẹ nhàng với nó thôi. Mạnh mạnh là nó quay lại nó cắn đấy. Nó cũng mạnh theo. Mạnh, không mạnh lại. Còn có mỗi cái chuối à? Còn mỗi một cái, còn nãy một cái đưa cho Dũng nó cầm về rồi. Một cái đựng rắn hổ mang này, một cái đựng mèo. Mèo. Thì mang ba cái túi đi thì bây giờ còn một cái thôi. Nhưng con mèo đấy về phải. À đấy, nãy quên dặn Dũng về con đấy. Một cái khả năng bỏ tủ. Đấy, bởi vì là nó bị hổ mang cắn. Dính độc rồi, bị dính độc. Về là mình về mình tối về mình đánh chén thôi. Con đấy ạ. Ôi nhỉ, ôi cái thủng cái đấy nhá, chẳng nhá. Ai cũng chẳng, cũng thấy. Giờ mà lại thấy rơi 2-3 con nữa nhỉ. Đắn nó bên này mà ngắn như thế này. Nó lớn ra rồi, phải lấy ra nhiều. Ừ. Cái lối đi đâu rồi nhỉ? Hả? Cái lối đi hôm nay đâu rồi nhỉ? Bây giờ cây nó mọc nó tùm quá giờ, khó nhận dạng đường đi quá. Chọc mắt rồi. Ôi ôi. Sao? Thế nào? Đi trước đi rồi. Ủi may mà không vào mắt này. Có lắm cái cành cây ấy. Hôm nay em chạy chạy em dính sát mắt này, xước hết cả mắt rồi. Dạ. May không vào mắt đấy. Được rồi. À, bây giờ anh em chúng con sẽ tiếp tục hành trình. Mong mọi người vẫn tiếp tục theo chân anh em chúng con để đến cuối cùng của cái việc tâm linh mà anh em chúng con làm. Bây giờ thì con xin phép kết thúc ở đây ạ. Con xin chào mọi người ạ. Chào mọi người ạ. Mắt quá.